tìm thấy thi thể người đàn ông gốc Việt mất tích trên sông. Bắt thanh niên gốc Việt tấn công bằng dao gây thương tích trầm trọng cho người đồng hương. Thiếu niên bị bắt vì giết nam thanh niên châu Á trẻ tuổi. Tìm kiếm người đàn ông gốc Việt mất trí nhớ có nguy cơ rủi ro cao. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nhật Bản bị xô xuống đất ở trung tâm thành phố. Bắt người đàn ông gốc Việt điều hành và đánh bạc tại sòng trái phép. Người phụ nữ châu Á chụp ảnh tự sướng trong khi bị cáo buộc ăn cắp gói trang sức. Tiệm neo tan tành. Một người bị thương sau khi bị xe tông vào. Đánh giá lại năng lực nhận thức của người đàn ông việc tấn công nhân viên quốc hội. Thanh niên châu Á chết thảm trong vụ tai nạn uống rượu lái xe. Cho nghĩ việc cảnh sát dự bị gốc việc sau cáo buộc quan hệ với học sinh. Người đàn ông châu Á giết cha phải bị giam giữ vô thời hạn tại viện sức khỏe tâm thần. Bắt nhân viên spa gốc châu Á vì gã gẫm bán dâm. kính chào quý vị đã đến với Người Việt Weekly. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ. Sau đây là những tin tức liên quan đến người Việt ở Mỹ trong tuần. Tìm thấy thi thể người đàn ông gốc Việt mất tích trên sông. Bakerfield, California. Thi thể của một người đàn ông mất tích ở sông Ken, gần Hồ Miên đã được tìm thấy gần công viên do cất vào thứ Sáu, ngày 14 tháng 7. Theo văn phòng điều tra viên quận Ken, Andy Nguyễn, 22 tuổi, ở Reseda được tìm thấy đã chết gần khu nhà 4.800 của đại lộ Trất Sơn ở sông Ken vào khoảng 9 giờ 6 phút sáng. Andy Nguyễn đã mất tích gần Hồ Miên tại khu cắm trại sông Ken vào thứ Hai, ngày 10 tháng 7. Theo Sở Cứu Hỏa Barkerfield, Andy Nguyễn đã mất tích trên sông khi đang ở trên một chiếc thuyền vào khoảng 2 giờ 45 phút chiều thứ Hai. Lúc đó anh không mặc áo phao. Các quan chức của Sở Cứu Hỏa tuyên bố rằng gia đình cho biết là Andy Nguyễn không biết bơi bắt thanh niên gốc việc tấn công bằng dao gây thương tích trầm trọng cho người đồng hương. Garden Grove, California Một người đàn ông đã bị bắt sau khi đột nhập vào một căn hộ trước khi đâm một phụ nữ vào hôm thứ Tư. Nghi can được sở cảnh sát xác định là anh Duy Phan, 27 tuổi. Cảnh sát đã ứng phó với một vụ gây rối tại một căn hộ trên dãy nhà 12.500 trên phố Lona vào khoảng 1 giờ 22 phút chiều. Các sĩ quan đến nơi đã tìm thấy một phụ nữ khoảng 40 tuổi bị đâm nhiều nhát khắp người nạn nhân cũng bị chấn thương ở cổ giống như bị siết cổ cảnh sát cho biết nạn nhân nói với cảnh sát rằng anh duy phan đã đột nhập vào căn hộ của bà mà không được mời anh ta là người quen của nạn nhân một cuộc tranh cãi nổ ra và đó là lúc nghi phạm bị cáo buộc vung dao dọa đâm người phụ nữ cảnh sát cho biết nạn nhân đã cố gắng rời khỏi căn hộ nhưng bị anh duy phan kéo lại nghi phạm vòng tay qua cổ nạn nhân và bắt đầu liên tục đâm con dao vào người bà theo các tài liệu bắt giữ người phụ nữ đã bị nhiều vết cắt và vết thương do dao đâm vào người và mặt. Sau khi sát thương nạn nhân trầm trọng, anh Duy Phan bỏ trốn khỏi hiện trường. Các thám tử sau đó đã lần ra nghi phạm ở Westminster, bắt giữ vì tội cố ý giết người và đưa vào nhà tù quận Cam. Cảnh sát cho biết một con dao khớp với mô tả của con dao được sử dụng trong vụ tấn công đã được phát hiện trong quá trình bắt giữ anh Duy Phan. Thiếu niên bị bắt vì giết nam thanh niên châu Á trẻ tuổi. Jimber, Arizona. Sở Cảnh sát đã cung cấp thông tin cập nhật về vụ bắn chết thanh niên 18 tuổi gia cốt can sần ngày 18 tháng 6 năm 2023. Các nhà chức trách đã bắt giữ một thiếu niên 17 tuổi vào ngày 19 tháng 6 và đã xem anh ta là trẻ vị thành niên. Kể từ đó, văn phòng biện lý quận Maricopa đã buộc tội Zachariah Brandon Edgel như một người trưởng thành với các tội danh sau, giết người có chủ ý cấp độ 1, trộm ở mức độ 1, trẻ vị thành niên mang súng, hành vi mất trật tự các nhà chức trách cho biết cái chết của Jacob Canson, 18 tuổi, xảy ra vào sáng sớm Chủ nhật, ngày 18 tháng 6 tại khu phố 100 của đại lộ Westmore. Canson được tìm thấy bị bắn vào ngực và thân trên sau một cuộc hỗn chiến tại một bữa tiệc nhỏ tại gia. Anh ta được chuyển đến một bệnh viện địa phương, nơi nạn nhân sau đó đã qua đời vì vết thương của mình. Các nhà chức trách vẫn chưa đưa ra động cơ đằng sau vụ giết người và nhấn mạnh rằng đây là một sự cố cá biệt. Ezell có thể phải đối mặt với án tử hình hoặc tù chung thân nếu bị kết tội tìm kiếm người đàn ông gốc Việt mất trí nhớ có nguy cơ rủi ro cao. Thon Tần, Colorado, một người đàn ông mắc chứng mất trí nhớ đã được báo cáo là mất tích và các nhà chức trách đang nhờ công chúng giúp đỡ trong việc tìm kiếm. Ông Hải Phạm, 65 tuổi, được nhìn thấy lần cuối ở khu vực đường 103 và Detroit Street vào thứ hai trên chiếc xe màu bạc với biển số APDJ 85 của Colorado. Theo các quan chức của Cục Điều tra Colorado, người cho biết ông Hải Phạm đã đóng gói vali trước khi lái xe đi Texas. Nhà chức trách cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Ba rằng hiện không biết ông Hải Phạm có thể ở đâu. Cảnh sát lo ngại vì người đàn ông này mắc chứng mất trí nhớ và có thể bối rối về môi trường xung quanh. Ông Hải Phạm được mô tả là một người đàn ông châu Á với mái tóc đen, hói đầu và đôi mắt nâu, cao 5 feet 6 in và nặng 160 pound. Bất kỳ ai có thông tin hoặc biết vị trí của ông Hải Phạm được yêu cầu gọi cho 911 hoặc sở cảnh sát thon tầng theo số 720-977-5150. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nhật Bản bị xô xuống đất ở trung tâm thành phố Portland, Oregon. Một nhà ngoại giao hàng đầu của Nhật Bản đã bị một người vô gia cư tấn công tại trung tâm thành phố Portland. Yoshioka Yuyo, 62 tuổi, là tổng lãnh sự của Văn phòng lãnh sự Nhật Bản tại Portland, vị trí mà ông đã đảm nhiệm từ tháng 3. Theo các tài liệu của tòa án, ông Yuyo đã bị đẩy xuống đất vào ngày 17 tháng 6, khi đang đi bộ gần đại lộ sao Westpac. Nạn nhân bị một vết cắt khi đập đầu vào vỉa hè, cần được chăm sóc y tế. Kẻ tấn công bị tình nghi là Arisa Jiminyon Robinson, 23 tuổi. Nghi phạm được liệt kê là tạm thời không có địa chỉ thường trú. Sau khi đến hiện trường, một sĩ quan cảnh sát Portland nói rằng ông Yuyo đã thông báo rằng kẻ tấn công đã đẩy ông xuống một cách vô cớ. Khi Yuyo được nhân viên y tế đỡ trên băng ca, viên cảnh sát quan sát thấy rất nhiều máu chảy xuống lưng nạn nhân. Robinson có tiền xử phạm tội thiên vị chống lại người gốc Á, bao gồm một vụ bắt giữ vì đấm vào sau đầu một người châu Á trước khi bóp cổ họ. Trong một vụ tấn công trước đó, Robinson đã tấn công một người mẹ và em bé trong xe đẩy ở khu phố cổ China Tao vào tháng 8 năm 2021. Theo tài liệu của tòa án, Robinson đã đá đổ xe đẩy trẻ em, sau đó nói với cảnh sát, tôi cố ý làm điều đó. Bắt người đàn ông gốc Việt điều hành và đánh bạc tại sòng trái phép. Port Arthur, Texas. Cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông vì tội tham gia đánh bạc tại một phòng đánh bạc vào thứ tư, ngày 12 tháng 7 năm 2023, khoảng 5 giờ 30 phút chiều. Theo các viên chức, những người phục vụ trò chơi tại phòng trò chơi Lật, Lâm Tranh, 58 tuổi và Guirahindi Fernando, 60 tuổi, đang điều hành và tham gia vào thu nhập từ việc kinh doanh trò chơi. Cả hai người đàn ông đều được đưa đến cơ sở cải huấn quận Jefferson nơi họ bị cáo buộc kinh doanh cờ bạc và sở hữu một thiết bị cờ bạc. Bất kỳ ai có thông tin về tội phạm, hãy liên lạc với lực lượng phòng chống tội phạm ở Đông Nam Texas bằng cách gọi 833-8477, có một phần thưởng tiền mặt lên tới 1.000 đô la. Người phụ nữ châu Á chụp ảnh tự sướng trong khi bị cáo buộc ăn cắp gói trang sức. Irvine, California. Cảnh sát đang tìm kiếm một phụ nữ bị buộc tội ăn cắp hộp trang sức trị giá hàng ngàn đô la từ một cửa hàng FedEx địa phương người phụ nữ xuất trình phiếu nhận hàng với thẻ ID gian lận để yêu cầu các gói hàng hai lần, cảnh sát cho biết. Đoạn phim an ninh từ một sự cố gần đây cho thấy cô ta đang xếp hàng chờ đợi và dường như chụp ảnh tự sướng trước khi rời cửa hàng với một chiếc hộp. Người phụ nữ được cho là đã quay lại cửa hàng đó chính ngày sau đó để lấy một gói hàng khác. Theo cảnh sát, nhìn chung, cô ta đã lấy được số trang sức trị giá 7.000 đô la. Nhà chức trách mô tả nghi phạm là một phụ nữ châu Á, người ta thấy cô mặc áo khoác đen, quần đen, giày trắng và lái chiếc xe màu trắng. Các vụ trộm bị cáo buộc hiện đang được điều tra. Bất kỳ ai có thông tin hãy gọi cho cảnh sát Irvin theo số 949-724-7000. Tiệm neo tan tành, một người bị thương sau khi bị xe tông vào. Kilin, Texas. Cảnh sát cho biết hôm thứ Năm, một chiếc xe lao vào tiệm neo ở Kilin, làm vỡ bức tường gạch và làm bị thương một người bên trong tiệm. Vụ tai nạn xảy ra ngay sau 4 giờ chiều thứ tư tại tiệm Royal Nail Bar, tại 2201 West Stansluter Loop. Cảnh sát được điều động vào khoảng 4 giờ 13 phút chiều để kiểm tra sự việc. Một số người đang ở trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn và một người đã được chuyển đến bệnh viện. Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy một chiếc Honda CVIC màu đen đang đi về hướng tây trên đường thì tài xế rẽ hướng bắc và đã mất kiểm soát phương tiện, khiến nó đâm thẳng vào khu nhà đánh giá lại năng lực nhận thức của người đàn ông Việt tấn công nhân viên quốc hội. Alexandria, Virginia. Một người đàn ông bị buộc tội tấn công hai nhân viên quốc hội trong văn phòng của họ bằng gậy bóng chày đang trải qua một cuộc đánh giá năng lực. Xuân Kha Trần Phạm, 49 tuổi, ở phê phát, bị buộc tội tại tòa án liên bang ở Alexandria với tội hành hung nhân viên liên bang, và dự kiến sẽ ra tòa vào thứ hai. Phiên tòa được tiếp tục trong khi nghi phạm trải qua việc đánh giá năng lực. Xuân Kha Trần Phạm phải đối mặt với các cáo buộc cấp tiểu bang và liên bang, bao gồm cả việc gây thương tích nghiêm trọng, sau khi cảnh sát nói rằng ông ta đã đánh hai nhân viên của một dân biểu bằng cây gậy kim loại vào ngày 15 tháng 5. Xuân Kha Trần Phạm xông qua cửa trước của văn phòng và ngay lập tức đánh vào đầu giám đốc tiếp cận cộng đồng. Khi nghi phạm tiếp tục đánh người phụ nữ, một thực tập sinh đã cố gắng bỏ trốn. Xuân Kha Trần Phạm đã đánh nạn nhân vào xương sườn. Sau đó, ông ta quay lại, tiếp tục đánh giám đốc tiếp cận cộng đồng hai nhân viên đã được đưa đến bệnh viện và xuất viện sau đó cùng ngày. Theo bản khai có tuyên thệ, Xuân Kha Trần Phạm đã gọi cho văn phòng quận 3 lần vào tháng 2, một nhân viên cho biết những lời của nghi phạm là sắp đặt về DNA và chúa. Năm ngoái, nghi phạm bị buộc tội tại phê phát cao ti với tội tấn công một nhân viên thực thi pháp luật và chống lại việc bắt giữ. Văn phòng luật sư cho biết họ đồng ý hủy bỏ các cáo buộc vì Xuân Kha Trần Phạm đang trải qua một cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần vào thời điểm bị bắt và ông ta đã tuân thủ các yêu cầu để được điều trị. Năm ngoái, nghi phạm đã kiện cơ quan tình báo trung ương tại cùng một tòa án liên bang nơi ông ta hiện đang bị buộc tội hình sự, tuyên bố rằng CIA đã tra tấn ông ta từ không gian chiều thứ tư, hồ sơ tòa án cho thấy. Xuân Kha Trần Phạm cũng đang phải đối mặt với cáo buộc tội thù hận trong vụ tấn công một phụ nữ chỉ vài phút trước khi các nhân viên quốc hội bị hành hung. Cảnh sát cho biết nghi phạm đuổi theo một phụ nữ bằng gậy và đập vào kính chắn gió của nạn nhân, hỏi cô có phải người da trắng không thanh niên châu Á chết thảm trong vụ tai nạn uống rượu lái xe. gần, Minnesota Một vụ tai nạn vào sáng sớm thứ Bảy dọc theo ai, 35 đã giết chết một người lái xe đi nhầm đường, và khiến ba thành viên trong gia đình trên phương tiện còn lại bị thương nặng, cơ quan tuần tra tiểu bang Minnesota báo cáo. Lực lượng tuần tra tiểu bang đã ứng phó với vụ tai nạn ngay sau nửa đêm thứ Bảy. Cảnh sát cho biết rằng có vẻ như một chiếc Toyota, John Raulivan, 28 tuổi, điều khiển, đã đi sai đường vào ai, 35, đi về hướng bắc trên các làng đường hướng nam. Ngay sau khi ra đường cao tốc, Van tông vào chiếc GMC Yukon đang kéo theo chiếc thuyền. Vang được đưa đến bệnh viện khu vực, nơi anh ta sau đó được tuyên bố là đã chết. Cảnh sát nói rằng rượu là một yếu tố gây ra vụ tai nạn. Những người trong chiếc xe còn lại, một gia đình từ An Berkeley, đều bị thương nặng. Họ được xác định là bà Nancy Heiderman, 60 tuổi và hai hành khách của bà là Randy Heiderman, 57 tuổi và Desiree Heiderman, 25 tuổi. Cho nghỉ việc cảnh sát dự bị gốc việc sau cáo buộc quan hệ với học sinh. Raker Một viên chức dự bị của trường Raker đã được cho nghỉ việc hôm thứ Hai để chờ điều tra về một vụ việc bị cáo buộc với một học sinh. Cảnh sát viên Sơn Ni Nguyễn sau đó đã từ chức và có hiệu lực từ thứ Tư, ngày 19 tháng 7, theo thông báo của cảnh sát trưởng Peter Ballet của Raker. Thông báo được đưa ra hai ngày sau khi các quan chức cho biết Sơn Ni Nguyễn được cho nghỉ hành chính có lương, trong khi nhà chức trách điều tra cáo buộc rằng nhân viên này đã có liên hệ không phù hợp với một học sinh 18 tuổi. Ba Lê cho biết trong một thông cáo báo chí, một cuộc điều tra về cáo buộc đó vẫn đang tiếp diễn và sẽ được hoàn thành, bất chấp việc Sơn Ni Nguyễn đã từ chức. Trong một tuyên bố chung với cảnh sát, trường công lập Ra Cơ cho biết họ đang hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra đang diễn ra. người đàn ông châu Á giết cha phải bị giam giữ vô thời hạn tại Viện Sức Khỏe Tâm Thần. Quyết con xin. Số phận của một người đàn ông đã được định đoạt hôm thứ ba, sau khi ông ta được tuyên vô tội vì bị bệnh tâm thần với cáo buộc lạm dụng người cao tuổi. Lue ông bị buộc tội cố ý giết người vì đã đánh và đâm người cha 87 tuổi của mình, đồng thời dẫm lên cổ ông vào tháng 7 năm ngoái. Vào tháng 5 năm nay, si ông không nhận tội ngược đãi người cao tuổi và bóp cổ làm nghẹt thở. Thẩm phán tuyên bố ông ta vô tội vì lý do bệnh tâm thần hoặc khiếm khuyết. Nhận thấy rằng việc trả tự do có điều kiện sẽ gây ra rủi ro đáng kể cho Sion hoặc những người khác. Vì vậy, thẩm phán ra lệnh giam giữ ông ta vô thời hạn tại một trại tâm thần của tiểu bang. Bắt nhân viên spa gốc châu Á vì gã gẫm bán dâm, Frankfurt, Kentucky. Cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra tại X-Spa, tòa lạc tại 825 Main Street vào chiều thứ Bảy, dẫn đến việc bắt giữ một nhân viên vì tình nghi bán dâm. Lee Châu, 54 tuổi, ở Flushing, New York, đã bị các thám tử bắt giữ sau khi một phụ huynh có liên quan liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật vào đầu ngày, báo cáo rằng đứa con 16 tuổi của họ đã đến spa để mát xa. Châu bị cáo buộc đã hỏi nạn nhân liệu họ có muốn một kết thúc có hậu hay không, và gạ gẫm nạn nhân 40 đô la như một khoản thanh toán. Các thám tử đã tiến hành một cuộc điều tra sau đó trong ngày và khi hỏi Châu về giá của các dịch vụ, bà ta được cho là đã đề nghị cung cấp dịch vụ tương tự cho một trong số họ. Anh ta ngay lập tức tự nhận mình là một sĩ quan và sau khi đọc các quyền Miranda, nghi phạm được cho là đã thú nhận việc đề nghị và nhận tiền từ khách hàng. Kính thưa quý vị, bản tin của người Việt quyết đến đây là kết thúc. Để không bỏ lỡ video mới, quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và nút chuông để lại lời bình luận về những sự việc xảy ra tại nơi mình đang sinh sống cho mọi người cùng biết. Chương trình sẽ được phát vào tối thứ năm hàng tuần. Chúc quý vị có một ngày vui vẻ và bình an.